những siêu anh hùng, khủng long, tinh tinh hay những con quái vật khổng lồ đều trở nên thật sống động trên màn ảnh rộng. Nhưng nếu không nhờ những kỹ xảo đặc biệt đáng kinh ngạc thì những bộ phim đó đã không trở nên có giá trị như thế. Thử tưởng tượng xem những bộ phim như Chiến tranh giữa các vì sao Star Wars hay Robot đại chiến Transformer. Nếu như không sử dụng CGI hay còn gọi là công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính thì những bộ phim này có thành công hay không? Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với bạn 5 bộ phim trước và sau khi sử dụng hiệu ứng đặc biệt. Trước khi chúng tôi bắt đầu với đoạn video hôm nay, đừng quên nhấn biểu tượng cái chuông để được thông báo mỗi ngày với những thông tin hàng đầu và tốt nhất bạn chưa biết nhé. Nào, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thôi. Số 5. Biệt đội siêu anh hùng The Avengers. Không có thể loại phim nào dựa trên CGI và những hiệu ứng đặc biệt nhiều hơn một trong những bộ phim siêu anh hùng nổi tiếng mọi thời đại, Biệt đội siêu anh hùng. Khi Thor đang đánh nhau với người khổng lồ Hulk, thật sự là không có một người màu xanh vô cùng to lớn và giận dữ chạy xung quanh đâu. Đó chỉ là một người đàn ông cỡ trung bình mặc bộ đồ màu xanh thôi. Hay khi những tòa nhà đang cháy và sụp đổ, điều đó cũng không thật sự đang diễn ra. Những tấm màn xanh và đồ họa mô phỏng bằng máy tính tuyệt đối cần thiết để tạo nên sự kịch tính, lấp đầy bối cảnh. Thật thú vị khi thấy được trên màn ảnh rộng bao nhiêu cảnh không thật diễn ra xung quanh khi diễn viên hỗ trợ nhau trong cuộc chiến và những cảnh khác thì lại xuất hiện rất nhiều trong cuộc tàn sát. Tóm lại là bộ phim sẽ hay hơn rất nhiều khi được sử dụng những hiệu ứng đặc biệt này. Số 4. Hiện thân ảo Avatar. Không có một bộ phim cần sử dụng nhiều kỹ xảo đặc biệt hơn bộ phim tuyệt vời sản xuất năm 2009 Avatar. Phiên bản 3D gần như được mô phỏng bằng máy tính đến 60% và những báo cáo đã được đưa ra rằng chi phí sản xuất bộ phim lên đến khoảng 33 triệu đô la. Nhiều người không biết rằng đạo diễn Avatar James Cameron bắt đầu về làm phim này vào giữa thập niên 90. Ban đầu, ông muốn bộ phim ra mắt vào năm 1999, nhưng việc sản xuất ngừng lại vì ông cảm thấy rằng công nghệ thời đó vẫn chưa kịp tầm nhìn mình. Vậy nên ông đã tạm ngừng mọi việc. Thế giới của Avatar rất đẹp nhưng hoàn toàn hư cấu. Những loài cây khổng lồ và sáng rực rỡ, những con người bản địa nước da xanh lam của thế giới đó, tất cả đều được mô phỏng trên máy tính. Hiện tại, 3 bộ phim Avatar nữa đang được thực hiện. Bộ phim đầu tiên dự kiến công chiếu rạp vào ngày 18 tháng 12 năm 2020. Số 3. Loạt phim hành tinh của loài khỉ. Một trong những bộ phim đáng tuyệt vời nhất của CGI và các hiệu ứng đặc biệt trong các bộ phim điện ảnh bắt nguồn từ loạt phim hành tinh của loài khỉ. Những bộ phim gốc từ giữa năm 1968 và năm 1973. Và như các bạn cũng thể đoán được rằng công nghệ thời đó có một chút khác biệt so với sau này. Sự trở lại của loạt phim ngắn gắn liền với sự trỗi dậy của hành tinh khỉ. Ngân sách bộ phim chi dưới 100 triệu đô la và tổng doanh thu thì khá cao. Bộ phim nhận được nhiều phản hồi khen ngợi về cách làm cho loài khỉ trông rất chân thật. Công nghệ CGI được sử dụng trong bộ phim thật sự rất tuyệt vời. Bộ phim đã đạt doanh thu hơn 480 triệu đô la trên toàn cầu. Số 2. Kỵ sĩ bóng đêm trỗi dậy. Một trong những cảnh tiêu biểu nhất sử dụng hiệu ứng đặc biệt trong làm phim hiện đại xuất hiện trên bộ phim kịch tính về người rơi, Kỵ sĩ bóng đêm trỗi dậy. Một cuộc tấn công khủng khiếp vào sân vận động, vẫn còn rất nhiều người xem đang trên trận đấu. Và kỹ xảo điện ảnh được sử dụng thật kinh ngạc. Khi bạn lướt qua tất cả quá trình làm việc thủ công để tạo nên những phân cảnh ngoạn mục đó và nó có thể thật sự rất đáng ngạc nhiên đó. Công nghệ CGI, tấm màn xanh và những hiệu ứng đặc biệt khác chưa bao giờ gây ấn tượng mạnh như trong phân cảnh lịch sử của Kỵ sĩ bóng đêm. Số 1. Ma trận. Hầu như mọi phân cảnh đánh nhau thời hiện đại trong điện ảnh cần phải tỏ lòng kính trọng đến một trong những bộ phim tiên phong trong việc thay đổi cách mà chúng ta xem phim, Ma trận. Với Keanu Reeves là nam diễn viên chính ra mắt vào năm 1999, nhưng nó vẫn được xem là một trong những bộ phim gây kinh ngạc nhất về mặt kỹ xảo suốt mọi thời đại. Kỹ thuật quay siêu chậm như khi nhìn những viên đạn được bắn ra từ nòng súng, khi Neo dừng việc bắn bằng trí óc của anh ấy, nó thật ngoạn mục. Nó cũng là nguồn cảm hứng cho vô số những cảnh đánh khác nhau mà chúng đều được sử dụng trong các bộ phim trong hai thập kỷ qua từ khi Ma trận được ra mắt. Như bạn thấy đấy, dựa trên thể loại phim mà bạn xem, những hiệu ứng đặc biệt đóng vai trò thật sự rất quan trọng. Chúng giúp cho trí tưởng tượng của chúng ta ngày càng phong phú và thật sự hình dung được những gì mà tác giả muốn gửi gắm. Không có những kỹ xảo đặc biệt, rất nhiều điều mà chúng ta muốn chiêm ngưỡng ngày nay sẽ trở nên đơn giản. Nói đúng hơn, vô tuyến truyền hình sẽ khá tệ và bất cứ video nào mà chúng ta thích thú sẽ không còn nữa.